chào các anh chị và các bạn nha. Hôm nay ra ngoài vườn dọn dẹp một tí mọi người ơi. Thấy mấy cái rau đồ nắng nóng quá nó khô héo hết trơn rồi đây nè. Bạc hà gì nó cũng sắp chết hết rồi. Ở ngay chỗ của Ly á, nóng quá. Nóng kinh khủng luôn. Nè các anh chị và các bạn, coi trái ổi nè. Look. Đây có anh trái, đây có hai trái nè. Nhà của Ly trồng ngộ lắm, cái gì cũng có một trái hai trái à. Khổ qua, có một trái duy nhất rồi bầu. I see it. Bầu nè. Cũng có một trái một à. Nay cụ mấy đứa nhỏ ra, ba nó đi làm chưa về. Cụ mấy đứa nhỏ ra chắc ra gieo dền. Gieo dền này đi ăn hàng tuần luôn. Trời nóng nhưng mà nó cũng tốt, cũng được. Vô luộc chấm với nước tương hoặc là chao cá kho, không chín non đó thì nấu canh. What? Gì hết trơn. Most of the white stuff still here, Trudine, or already gone? Already gone, son. Let me see. Cái cà tím nè. Chị thấy ngộ không? Cái gì cũng có ăn trái một à. Này đọc lan. Cái cắt luôn. Để luộc chung. Đi đâu giờ? Cây cà chua này mau lớn quá. Trong đó có một cây quế nè mọi người. Cà chua cũng có trái rồi nè. Rồi. Yeah. Còn này ớt, ớt xanh. Đi hái cà chua. Cherry tomato. Mấy trái chín sống sống rồi. Ai ăn trước? Hai trái này á, cái hình nó đẹp không? À, đẹp chưa? Rất là dễ thương luôn. Ở đây cũng có cả giờ nữa này. Cắt luôn. Ladybug. Where? Right there. Where? One just fall off. Already? And the other one, like, look, oh, it just fly. And right here, right there. Oh, I saw ladybug here. Oh, it fly.
trái kia và các bạn, đậu bắp cũng có một trái một và thấy ghét không? See it. Here. Big giant đậu bắp. Cucumber không right here, so we can look. Trái dưa leo bự nè mọi người. Còn đâu nữa không? Quê à? No more, no more dưa leo. Here, here, here. Thêm trái nữa nè. Còn đâu nữa không nha? À, hết rồi. Đây. Right here. Tôi thấy còn đây nữa nè. Bự quá chừng luôn nè. Cắt luôn. Từng nào có gì leo ăn hết. Yeah. Oh. Đây anh chán là gì cho Linh. Nhiều quá. Từng nào mang đi leo mệt xỉu. Tao đọc lan này. Để thôi á. Nó già ăn không được. Với lại nó tùm lum ở đây hết trơn. Hồi từng rồi Ly đâu có đi chợ đâu. Toàn là ăn rau nhà không. Từng này chắc cũng vậy. Nấu nồi canh dưa leo. Ăn được đi. Ngày từ sáng tới chiều. Bao giờ thì luộc. Ăn chấm chao. Kho cá. Cũng được hai ba bữa rồi hết trơn. Cắt mấy bạc hà rồi vô cái nấu nồi canh chua ăn rồi. Xong cởi đi chợ. Đây. Dưa leo nè. Cái này để Ly lặt. Dưa leo. Cà chua. Đậu bắp cà chua. Đó. Các anh chị và các bạn, Ly ra Ly mốt nè. Butterfly. Cảm ơn các anh chị và các bạn nha đã xem và luôn ủng hộ cho Lily. Đừng quên đăng ký, subscribe, like và share để Lily và gia đình của Lily có những cái video chia sẻ về cuộc sống hàng ngày ở Mỹ cho các anh chị và các bạn xem cho vui. Ly chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau nha. Bye.